Đó, cái đường vừa đã rộng rồi anh chị, mà còn mở hai bên, hai mương cống hai bên nữa anh chị. Đó, mương cống này sẽ lấp nắp nha anh chị. Đó, thì kể cả vỉa hè, kể cả mương cống luôn, thì đường này rộng khoảng là 8 mét, chính xác là 8 mét hơn anh chị ha. Đó, hiện tại em Điền đang có mặt tại xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì thực sự là hôm nay có một anh chủ anh gửi đất, thực sự là rất là kẹt rồi anh chị, nên là em phải chạy qua đây em quay cho cô chú chị xem cái bất động sản này. Thì tất nhiên giá kẹt thì cũng là đưa ra giá hợp lý ha. Thì hôm nay em Điền sẽ giới thiệu cô chú chị bất động sản này cách biển Hồ Cốc ha. Xã Bưng Riền thì gần nhất là biển Hồ Cốc. Biển Hồ Cốc vị trí bất động sản này cách thì khoảng là 5 cây rưỡi anh chị, 5 cây rưỡi để đi ra biển Hồ Cốc anh chị. Đây thì hướng trước mặt mình đây là mình đi thẳng ra chút xíu ha. Mình gặp ngã ba, mình sẽ rẽ bên tay trái này, mình đi ra quốc lộ 5 ha. Quốc lộ 5 đó thì anh chị mình biết rồi, quốc lộ 5 thì mình sẽ giao đi, nói chung là đi thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, đi Bà Tô, đi hướng đó ha. Đó, đi ra khoảng tới đây khoảng là vài vài trăm mét thôi, khoảng 100 mét thôi ha, rẽ bên tay trái. Nói chung là đi đường này ra quốc lộ 5 thì sẽ mất khoảng là 500 mét. Còn mà mình đi ra cái đường này nè, đó cái ngã ba này ha, đường ngã ba này mình đi thẳng ra luôn, đi thẳng luôn nha, tại vì đường mình là đường bàn cờ, đi thẳng ra là khoảng là 300 mét thôi mình ra được quốc lộ 5 rồi, cũng như là trung tâm xã Bưng Riền. Ở đó có giáo xứ bông trà, giáo xứ Bưng Riền nha anh chị nha. Đó rồi, còn cái hướng ngược lại bên này ha, mình cũng sẽ đi thông thường được quốc lộ 5. Thì thay vì mình hồi nãy bên kia rẽ trái thì mình bên này mình rẽ phải ha, mình ra quốc lộ 5 này. Đó, nói chung là khu này thì khu dân cư cực kỳ đông anh chị ha. Đó, khu dân cư bàn cờ, được theo bàn cờ thì em đếm thì bất động sản mình nằm thuộc ô thứ tư anh chị. Đó thì em cũng nãy giờ thì em cũng giới thiệu sơ sơ quanh cái Bưng Riền rồi. Thì đây anh chị, cái nhân vật chính của chúng ta đây ha. Thì nói chung là cái câu chuyện là như thế này. Hồi trước là có bốn anh ha, bốn anh mua tổng cái lô đất này, là tổng lô này là hai mặt tiền, nhưng lúc đó thì thời điểm cao điểm rồi, nên là đó bà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cho ngưng cho phân lô tách thửa đó, mấy anh đã xây rào sẵn rồi nha, nhưng mà ngưng cho phân lô tách thửa nên là đứng im tới giờ. Bây giờ thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mình cho phân lô tách thửa cách đây vài tháng trước thôi, mấy tháng đây thì các anh đã phân ra được rồi anh chị. Khoảng là bây giờ là hiện tại bây giờ đã có trích lục rồi, thì khoảng là 2 tuần thôi nữa là ra sổ hồng rồi anh chị ha. Thì bất động sản thì anh chị nè, có bốn anh thì chia ra sẵn 4 lô, còn nói chung là có cái anh này thì đang kẹt, đang cần bán thôi, còn ba cái anh này thì không. Có một anh thì xây nhà ở rồi đó, còn một anh này thì đang để đất trống, và phía sau cũng đang để đất trống. Bên này 7 mét ha, bên này cũng 7 mét, còn bên mình á là 9 mét 7, sâu là 29 mét rưỡi ha. Đó, mỗi lô thì đều có là 80 thổ cư anh chị. Còn lô phía sau đích của mình á thì nó là 9 mét và sâu là 23 mét, tại vì mặt tiền của mình thì cũng được có 23 mét thôi, nên là tính lô sau thì cũng được sâu được 23. Nhưng một vực, nhưng mà cái câu chuyện chính của mình là đây ha. Cái bất sản mình nằm góc hai mặt tiền đường, 9 mét 7 thì ranh từ đây ha. Nó ranh từ đây. Hiện tại thì vật tư và đất này kia thì người ta đang là đổ nhờ thôi, người ta múc mương cống này rồi cát bê tông này kia để người ta làm cái mương á. Đó thì người ta đang để nhờ trên đất mình thôi. Thực sự ra hiện tại hiện trạng đất mình là đất trống anh chị ha, đất trống và rất là bằng phẳng so với đường. Đó anh chị, ranh thì bên rào này qua đây này là 19,7 m, sâu xuống là 29,5 m ha. Bất động sản mình thì hiện tại đã có sẵn 80 thổ cư. Thì 80 thổ cư này thì anh chị mình có thể xây dựng vi vu rồi. Nói chung là thổ đất ở nông thôn thì mình xây dựng tự do, không cần phải xin giấy phép chi xây dựng gì đâu anh chị ha. Và bất động sản mình cũng có thể lên thêm thổ cư được nha anh chị nhé.
lên thêm thoải mái luôn. Với cái mặt tiền đường này thì lên thổ cư theo thuế nhà nước thì khoảng đâu đó là 2,5 triệu đến 2,7 triệu một mét vuông anh chị. Đó, lên được thổ cư ha. Đường rất là thông thương. Đây mình đi lui phía sau này là mình giao với lại cái đường song song với mặt tiền đường mình là sau này O5 rồi anh chị ha. Đó. Đường mình thì nó là song song theo quốc lộ 5 luôn anh chị. Đó. Đây là cái lô em đang đứng cái vị trí này là vị trí mặt tiền bên hông ha. Đó. Đó. Rồi mình sẽ tới đây là sau 29,5 m ha. Đó. Tới đây đổ ra. Nói chung là đất mình rất là vuông vức anh chị. Đó. Và em cũng báo giá cho cô chú chị mình luôn, hiện tại gia chủ mình thì cũng đang thực sự rất là kẹt, nên là nếu bán cái bất động sản này thì gia chủ mình đang cần bán là 2,450 tỷ anh chị cho tổng bất động sản này ha. 9,7 m, sâu là 29,5 m, có 80 thổ cư. À, thổ cư của mình là thổ cư tự do nha, mình không cố định nha. Có nghĩa là có chú chị mình có thể xây cái diện tích xây dựng là 80 m2. Đó, nhưng mà mình có thể là xây tự do thoải mái trên cái phần đất của mình, xây vị trí nào cũng được. Đó là thổ cư tự do. Đó. Rất là đẹp ha, dân cư ở đây cực kỳ đông. Cái vị trí này thì mình có thể là mở hàng quán hay là tạp hóa này kia rất là ok luôn anh chị, tại vì mình có cái lợi thế là hai mặt tiền đường. Đó. Dân cư thì đa số dân cư sẽ bám phía trong nhiều hơn là bám theo mặt tiền quốc lộ 5 nha. Đó. Ra biển cũng gần. Từ vị trí bất động sản mình á, xã Vân Riền mình á, thì mình ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bủ đó thì khoảng đâu đó là 6-7 cây thôi anh chị, 6-7 cây. Còn mà mình xuống, mình đi biển thì xuống biển Hồ Cốc thì mình xuống 5 cây rưỡi đó rồi, thì mình rẽ bên tay phải đi ra gặp đường ven biển, mình rẽ tay phải mình đi biển Hồ Tràm được luôn anh chị. Đó, đi còn đi bên biển Bình Châu thì mình đi ngược lại ha. Đó. Nói chung là vị trí và giao thông này kia rất là thuận tiện. Đó. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip này. Thì em Điền cũng xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip sau của em Điền nha. Xin chào.